Trời đất ơi, làm gì mà sợ hãi. Anh thả lỏng bình thường đi. Anh hả, lần đầu tiên đi phỏng vấn luôn á. Lần đầu tiên anh làm cái công việc ở bên ngoài luôn. Hồi trước tới giờ là anh chỉ biết làm cây cảnh. Anh chưa nghĩ tới cái cảnh mà anh sẽ làm một công việc gì khác ngoài cái đó luôn. Hồi nào giờ là mình chưa làm, thì bây giờ mình làm, hiểu không? Cuộc sống là mình phải trải nghiệm qua nhiều thứ. Mình phải biết thêm cái ngành này ngành kia. Nhiều khi hả, mai mốt anh còn làm những cái to tát hơn nữa. Mình phải vô phong thái mình mạnh mẽ lên. Mình tự tin, mình gặp ai mình cũng giao lưu. Hello, xin chào, này kia cho mọi người. Đó, người ta sẽ cảm thấy là mình cởi mở, mình hoạt bát quá. Người ta sẽ dễ dàng nhận mình vô hơn. Ok. Nha. Anh sẽ chào từ đây ra tới công ty luôn. Từ đây ra tới công ty làm gì? Bắt đầu vô công ty hãy chào. Em nói là em biết chồng em làm được mà. Nha. Để lau cái son chứ sếp thấy hả, sếp cười á. Peter, anh sẽ em làm biết được. Chồng em sẽ làm được mà. Yeah. Ai đây? Dạ, chào chị. Chào cậu. Ủa, bộ mặt tôi xấu lắm hay sao mà sao cứ nhìn dưới đất hoài vậy? Dạ, xin lỗi chị, em ngại. Ngại? Dạ. Làm gì ngại? Em đi phỏng vấn. Chị ở đâu vậy? Chị ở bên đây nè. Ủa, chị đây hả? Dạ dạ. Trời ơi. Rồi à, em tên gì? Dạ dạ. À, em tên là Thế Sĩ. Năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi mà sao chị nhìn tưởng như mới 16 vậy? Không, chị không nói em trẻ nha. Chị đang nói là em nhút nhát rụt rè. Mình là đàn ông. Dạ. Đúng không? Mình phải mạnh mẽ lên. Dạ. Là mình mới làm được mấy cái chuyện lớn. Dạ. Chứ mà rút nhút nhát gì sao làm chuyện lớn được. Rồi hôm nay lên đây ứng tuyển gì đây? Công việc gì? Dạ. Ủa, em làm gì chị? Không biết, em không biết thiệt. Chị ưng cho em làm gì em làm đó. Em cái gì em cũng làm được hết chị. Cái gì em cũng làm được. Dạ, chị ưng cái gì là em làm cái đó. Sức khỏe có tốt, có cường tráng, có dẻo dai không? Dạ khỏe chứ chị. Dạ em khỏe lắm. Dạ ở dưới đó em vác cây mà chị, cổ thụ em còn vác được nữa mà. Thôi thì bây giờ thì em có thích lái mà thích đi máy bay không? Máy bay. Ừ, thích chị. Trời ơi, em thích đi máy bay. Ngồi máy bay nhìn xuống đẹp chị. Em ước mơ của em từ lúc nhỏ là em sẽ trở thành một phi công lái máy bay á chị. Dạ. Vậy đi máy bay bao giờ chưa? Dạ dĩ nhiên là mình thích nhưng mà chưa có đi. À vậy hả, chưa có dịp đi hả? Chưa. Rồi có bằng lái không? Ở dưới quê có thi bằng lái chưa? Dạ ở dưới quê của em là chỉ có máy xúc máy cài chứ làm gì có ai cho thi mà lái máy bay chị. Ha, cũng đúng. Thôi được rồi, tôi nhận cậu. Dạ em cảm ơn chị. Vào đi. Dạ sếp gọi em. Ừ, qua kia ngồi. Dạ. Sao rồi, cậu thấy công việc sao? Dạ công việc của mình hả sếp? Ừ. Dạ công việc của mình chán nha sếp. Thì sáng giờ em vô mà sếp không giao cho em việc gì hết trơn, em ngồi không mà em bị chán. Thì từ từ kêu vô đây là để giao việc nè. Dạ sếp, giao việc cho em đi. Em mắc làm dữ lắm rồi sếp. Mắc làm. Vậy hả? Dạ. Mắc làm hả? Dạ, mắc lắm luôn. Rồi hôm qua hứa gì tôi nhớ không? Dạ. Dạ, hứa mà để bên đây. Dạ, hôm qua em hứa với sếp là em sẽ rất là tận tâm với công việc.
Em rất là khỏe mạnh, nhiệt tình, cái gì em cũng làm được hết. Tất cả mọi thứ sếp giao là em nhiệt tình, em làm được hết. Khỏe mạnh, nhiệt tình, dạ. Tận tâm. Dạ, em không có gì ngoài khỏe mạnh, nhiệt tình và tận tâm. Dạ. Sao hôm nay nhìn kỹ thấy cũng đẹp trai ha. Cái nét cũng được á. Dạ, em cảm ơn sếp. Ở dưới quê coi như là làm, coi như là chắc là làm lao động cực lắm đúng không? Dạ. Cái người chắc quá nè, trời ơi, cơ bắp chắc ghê không? Giá cây rồi sếp. Giá cây hả? Dạ. Thấy tôi thì sao? Dạ sếp. Sếp tốt. Tốt. Dạ, tốt. Ngoài tốt ra thấy gì nữa? Dạ đẹp. Dạ sếp đẹp. Dạ. Tốt, đẹp. Dạ. Có ngon không? Ăn đâu biết ngon. Đó. Dạ nên không biết. Sao không biết? Làm gì mà sao không biết ngộ vậy ta? Hả? Sao không biết? Sao? Sao không biết nè? Dạ sếp à sếp ngon. Dạ sếp ngon. Ngon hả? Dạ. Ngon thì ngon thì sao nè? Sếp dạ, giao việc mà ngồi gần quá. Gần cái gì? Đâu không biết thì giao việc có thể ngồi gần. Sao? Nói là hả, hứa là hả làm cho sếp vui thì bây giờ làm cho sếp vui đi. Đây nè. Sếp ơi, 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 sếp ơi, em có vợ rồi sếp ơi, em không có vợ quý nha. Quý à, yên quên, nói nhỏ à, làm gì lớn dữ vậy? Biết là có vợ ai có nói cái gì đâu mà là cái gì mà la ôm sầm lên tôi có vợ vậy? Cái vợ thì kệ chứ, tôi có nói cái gì đâu. Sao? Rồi bây giờ muốn lái máy bay đúng không? Muốn đi máy bay đúng không? Thì bây giờ cho đi đây nè. Sếp ơi, đừng sếp ơi, đừng em sợ lắm sếp ơi. Bình tĩnh lại coi. Làm cái gì mà ôm sùm cứ sợ sợ. Tôi nói rồi, 26 tuổi rồi chứ không phải 16 tuổi không? Mạnh mẽ lên mới làm được chuyện lớn, nghe chưa? Sếp ơi, em còn nhỏ lắm. Em coi sếp giống như chị của em vậy, tôn kính lắm, đừng làm vậy. Cái gì mà không biết chị bây giờ sao? Đó thấy không? Thấy cái thế không? Thấy cái thế không? Đó cái thế này là vô thế chắc rồi, đâu có cãi chị được cưng. Sao? Giờ sao? Sếp ơi, chiều chị đi chị thương mà. Không làm đâu. Ông làm thôi làm gì dữ à? La 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 la. Có những thứ luôn trên đời tuy không mong xảy ra. La 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 la. Nhưng mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.